Ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản đã tổ chức khai mạc các hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản và triển lãm hoa anh đào tại Hà Nội năm 2017. Đây là sự kiện nhằm góp phần tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh nét đẹp văn hóa đất nước và con người Nhật Bản đến với nhân dân thủ đô Hà Nội và cũng là dịp trao đổi kinh nghiệm và hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, kinh tế giữa thủ đô Hà Nội và Nhật Bản, qua đó tăng cường hơn nữa sự hiểu biết, tin cậy và thắm tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước. Mặc dù đã xảy ra sự cố mất điện tại buổi lễ khai mạc, nhưng người dân thủ đô vẫn rất hào hứng thưởng thức triển lãm với 150 cây và 20.000 cành hoa đào được mang đến từ đất nước mặt trời mọc. Nằm trong chuỗi sự kiện văn hóa, các hoạt động triển lãm ảnh, biểu diễn nghệ thuật truyền thống Nhật Bản Hà Nội cũng sẽ được tổ chức. Theo dự kiến, lễ hội Hoa Anh Đào 2017 sẽ kéo dài đến hết ngày 12 tháng 3. Hôm 17, riêng thị trấn Liên Nghĩa chưa ghi nhận được số ca mắc sốt xuất huyết. Riêng với huyện Đức Trọng ghi nhận được 3 ca mắc sốt xuất huyết. Như vậy, so với thời điểm này năm ngoái, thì số ca ghi nhận mắc sốt xuất huyết đã giảm rất nhiều.